Được đó, nhưng chưa phải là bây giờ. Mày cứ yên đó, đợi chỉ thị rồi mới được hành động, biết chưa? Tuyệt đối không được cháy lại. Được, tôi biết rồi. Dám chỉ súng vào đầu tao à? Dám xông vào đến tận nhà tao à? Thiên cánh, không dám hăm dọa cả tôi sao? Hốt nghe nằm đi, tôi sẽ lấy mạng cả ông luôn đấy. Chó chết. Con ngu này có vấn đề vào thần kinh, mới có tin tưởng được cậu ông chủ. Cứ giữ mụ ta lại để đối phó với Hình Long, nhưng nhớ phải kiểm soát, đừng để như Kiều Loan là hỏng việc đó. Vâng, ông chủ yên tâm, tôi đã cho người kiểm soát mụ ta. Nếu mụ ta có hành động nào bất thường thì xử lý luôn. Tôi không đồng ý, lợi nhuận phải chia chác như cũ. Bây giờ tôi muốn lợi nhuận phải chia 7-3, tôi 7, ông 3. Đơn giản là gì? Nếu không có tôi thì làm sao ông có thể phân phối Flatca ra thị trường Việt Nam? Ông chỉ việc ngồi một chỗ bấm nút cung cấp, còn tôi phải thiết lập cả một hệ thống tiêu thụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm gáy và dừa cột. Cô nên nhớ, cô được ai móc lên từ sau khi cô ra tù vì tội bán dâm hả? Cô không có tư cách đòi chia chắc phần trăm với tôi. Như thế này thì đã đủ tư cách chưa? Mày đưa đây. Em hiểu, anh biết em rất thông minh và bản lĩnh. Em chờ anh đi không thiệt đâu. Em sẽ không thiệt. Em sẽ là người vợ thứ tư của anh. Anh hứa rồi đó nha. Nhưng bây giờ em muốn anh tạo điều kiện cho em đưa hàng Latka vào Việt Nam. Latka chỉ là chuyện gì đó. Không có tư cách đòi chia chác phần trăm với ông, nên tôi đã cẩn thận ghi lại đoạn phim mà ông say mê con điếm mới ra tù như tôi. Đây chỉ là bản sao thôi, và còn những bản khác tôi sẽ gửi cho vợ ông, phu nhân Mạc Cẩn Hoa. Cô nên biết, cô đã đi quá giới hạn của mình rồi. Cô đừng trách tôi là không đương tay. Ông nên nhớ, ông cần tôi, còn tôi thì đang giữ bí mật của ông. Tôi mà chết sẽ kéo theo ông đó. Tốt nhất là tôi với ông
tác. Có gì cứ gọi cho tôi, ok? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện. Nếu như đã chết rồi thì không còn gì là bí mật nữa, đúng không? Chị Nhi, chào ông chủ. Chào chủ, chào ông chủ. Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói ngay vào công việc. Hai người cũng đã được nghe qua về công việc này rồi, đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là làm thế nào chúng ta phải đưa một lượng gái qua Macau mà không bị nhà chức trách dòm ngó. Vận chuyển thì phải linh hoạt bằng nhiều cách, và phương pháp cũng phải thay đổi như là lắc ca vậy đó. Nhưng mà lần này không phải hàng hay đồ vật, mà là người sống. Hơn nữa, tôi muốn tất cả bọn họ được gắn cái mác là gái hạng sang. Vậy thì giá chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Gái hạng sang á thì ở Việt Nam họ cặp với đại gia là cao giá rồi. Bây giờ mình đưa họ qua bên đó, tôi có mấy người thôi. Hay làm vậy đi, tôi qua bên đó tôi đào tạo họ tại chỗ luôn. Như vậy mình khỏi phải mất tiền đưa qua đưa lại. Dạ đúng rồi đó. Bây giờ mà mình kêu mấy con nhỏ có thương hiệu ở đây là tụi nó hay hét giá trên trời lắm ông chủ. Như vậy là mọi người chưa hiểu ý của tôi rồi. Ý của tôi là những cô gái đó sẽ do chúng ta đóng mát cho họ. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút vốn mua cho họ cái thương hiệu người đẹp siêu mẫu hay hot girl thì bọn họ sẽ vui vẻ cho chúng ta. Tổ chức ra một cuộc thi người đẹp lần này á, tôi muốn cuộc thi thật là hoành tráng. Thậm chí tạo ra scandal cho bọn họ để cho nhiều người biết đến. Với bất kỳ hình thức nào, miễn là gà của chúng ta phải có mắt xịn là được. Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, đúng là không sai mà. Sao chị lại có ý tưởng hay như vậy? Tốt lắm. Đã chơi thì phải chơi tới được. Tôi sẽ đầu tư cho vụ này. Hai người chịu trách nhiệm tổ chức và lo đầy đủ thủ tục để chúng ta có thể nhanh chóng mở ra một cuộc thi tuyển chọn. Tôi với lại các báo chí truyền thông phải cần chăm sóc ngay từ bây giờ. Dạ, tôi sẽ liên lạc với lại đạo diễn để họ lên chương trình. Còn cô thì nói gì với báo chí đưa thông tin đăng tuyển. Tôi thấy họ đúng chuyện này quá. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt giải thưởng là một chuyến đi Macau và kết hợp cho những cô gái được đào tạo thành những siêu mẫu quốc tế. Như vậy chúng ta vừa có thể đưa người một cách hợp pháp, vừa có thể khuếch trương thanh thế của cuộc thi. Như vậy thì cuộc thi của chúng ta sẽ được nhiều người biết đến, và mác của món hàng sẽ được nâng giá lên. Hay quá ông chủ. Tôi đặt cho thư của Macau đi, để tôi làm trợ lý cho cô chủ. Với lại sẵn đó tôi thăm anh Việt luôn. Tôi thấy cái không khí bên đó nó phù hợp với tôi hơn. Ở Việt Nam còn nhiều việc phải lo hơn. Cậu cứ hoàn thành xong cái ví dụ này đi rồi hãy tính tiếp. Bên đó cũng không phải là gì. Cậu không phải lo. Cậu sẽ tới thôi. Update phần mềm bảo mật quản lý. Thằng chúng nó cài cái gì ở trong mà sao mở hoài không được. Vào đi. Mày muốn kiếm tao với thằng Dũng để làm cái gì vậy? Cậu cài cái gì vô hệ thống mà tôi mở hoài không được? Đã nói là không được can thiệp vô hệ thống mà. Chỉ là một cái phần mềm bảo mật mới mà thôi.
Hôm trước tôi cũng đã nói qua với anh mà. Sao vậy? Anh mới không được hả? Mấy cái này cũng đơn giản lắm. Phần mềm này là ứng dụng để kiểm soát nhân viên của chúng ta, để xem là họ đang làm gì, có mặt ở công ty của chúng ta hay không. Tránh trường hợp á, như người giao mạng để chơi game thôi. Tôi đã nói rồi, cậu không được can thiệp vào hệ thống, phải được sự đồng ý của ông chủ. Tại sao cậu tự tiện làm như vậy? Cái này á, tôi làm trước khi nói với anh lận. Hơn nữa, tôi tưởng là anh có thể dễ dàng mở khóa được cái này, nên tôi nghĩ là tôi không cần phải đưa mật khẩu cho anh. Xin lỗi nha. Việc phụ trách IT ở trong công ty là do chính tao đích thân giao cho nó đó. Mày lấy cái quyền gì mà mày cấm nó không được can thiệp vô? Ông chủ nói chưa có lệnh của ông ấy thì bất kỳ ai cũng không được mở. Ê, tôi vẫn chưa hề đụng tới mấy chủ nha. Anh nói như vậy á là vu oan cho tôi rồi. Mày nên nhớ, ở đây tao cũng là chủ. Mày ăn nói cái gì á thì cũng nên cẩn thận chút xíu. Mày biết hậu quả thế nào đúng không? Phải báo chuyện này cho ông Lục. Đã lâu lắm rồi anh em mình không nhậu một bữa phải không anh? Hôm nay ngọn gió nào lên qua chơi, mời anh uống trà. Trà ngon quá. Ngon hả? Anh biết không, trà này là con gái tôi mang từ Ma Cao về đó. Nhân tiện đây đó thì tôi cũng xin tặng anh một chút quà để anh bồi bổ sức khỏe. Sao anh khách sáo quá vậy? Có gì đâu mà khách sáo. Ở anh, tôi coi anh như là người trong nhà mà. Có gì đâu, anh đừng ngại. Tôi chỉ chia sẻ với anh thôi. Ủa, hôm nay anh qua đây có việc gì không? À, tình hình an ninh trật tự bây giờ cũng khá phức tạp. Dạ. Tôi nhắc nhở anh nên cẩn thận, nhất là con gái của anh á. Dạ. Không có nên đi chơi về quá khuya. Dạ. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Còn mấy cậu thanh niên ở nhà anh, dạ sao ạ? Đã hết hạn tạm trú tạm vắng rồi, nhắc nhở họ để đăng ký lại. Dạ, cảm ơn anh. Ngay ngày mai đó tôi sẽ làm ngay ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh quá. Dạ. Tôi cũng nói luôn, nếu như địa phương có cần tôi giúp gì á, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Dạ. Dạ. Nếu mà dân địa phương mình á, ai cũng suy nghĩ được như anh là hay quá rồi. Anh là mạnh thường quân nổi tiếng ở khu vực mình mà. Có gì đâu anh, trời cho mình lộc để mình làm ăn á. Mình phải biết chia sẻ với mọi người chứ anh. Dạ. Dạ. Tôi thay mặt ủy ban nhân dân phường thành thật cảm ơn tấm lòng của anh. Dạ, không có chi. Cảm ơn anh. Mời anh uống nước. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Con ơi, con y tá ơi, con tôi nó bị sao nó giật đi con y tá. Bác bình tỉnh lại đi, để tôi gọi bác sĩ cho. Nghe. Bác bình tĩnh không, tôi có làm sao nó giật quá trời con y tá ơi. Con ơi, con ơi, con có sao con ơi? Dạ đó yên tâm, đã có chúng tôi lo rồi. Bình tĩnh lại đi. Tôi gọi chị qua đây. Bác sĩ ơi, con tôi nó bị làm sao mà nó giật giật hoài. Bác sĩ ơi. Con tôi, bác sĩ. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân đã dương tính với ma túy, một loại ma túy tên là Naka. Bây giờ tình hình con tôi sao bác sĩ? Bác sĩ cứu nó đi bác sĩ. Nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm, người nhà không phải lo nữa. Lúc này đang cần sự yên tĩnh, người nhà nên để cho bệnh nhân ở một mình đi. Công an ơi, mấy anh giúp tôi bắt hết bọn con ma túy giúp tôi đi. Vì nó một con tôi sắp chết nè. Mấy anh giúp tôi đi, làm ơn giúp tôi đi nghe mấy anh. Chị, xin chị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đừng, cảm ơn mấy anh. Bây giờ, anh chị hãy cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về những mối quan hệ của chúng ta. Chị, cháu thường qua lại với đối tượng nào, ở đâu? À, tôi nhớ rồi. Cha tôi đi chơi với một nhóm bạn, dạo gần đây tụi nó đi chơi đêm nhiều lắm, có khi nó đi đến sáng luôn đó mấy anh. Mấy anh làm ơn giúp tôi nghe, giúp tôi tìm ra bọn nó nghe mấy anh. Vậy anh chị có nhớ những địa chỉ hay những nơi nào con trai anh chị thường tụ tập hay không? Tôi nhớ địa chỉ một vài thằng bạn thường tụ tập với nó.
Vừa mới có thêm một bệnh nhân nữa nhập viện do ảnh hưởng sau khi sử dụng lá cam. Con bé mới chỉ 16 tuổi, tình hình đang gia tăng cách chóng mặt lên cho con ông F21 nhanh chóng tìm mọi cách tiếp cận và lọt vào đường dây mở đèn line hết. Các đồng chí làm tốt lắm. Khá lắm. Nhiều áp lực quá phải không con? Nhưng mà đây là công việc mà con đam mê, cách nào cũng theo đuổi, con sẽ đạt tới đích. Làm chính xác nằm đúng, rất là thiệt thòi. Cần nhiều sự hy sinh của bản thân, của gia đình, nhất là phụ nữ. Sự hy sinh đó lại càng lớn hơn nhiều. Dạ. Con đã được ngành tuyển chọn là điều hãnh diện, và đó cũng là một thử thách đối với con. Dạ, đây là sự lựa chọn của con. Con rất tự hào vì đã có phần nhỏ bé để chống tội phạm, bảo vệ tổ quốc. Vậy cũng là một cách để con thể hiện tình yêu nước của con. Tốt lắm. Chú Vy là lãnh đạo, tin con sẽ làm được và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này. Dạ. Hôm nay con chính thức được nhận nhiệm vụ trong K28. Vậy đó, thưa chú. Cố gắng lên. Dù nhận chức hoàn thành chuyên án K28 thì vẫn chưa phá được. Còn mình Nam thì đang ngăn cản mình tiếp cận Anela, mà phải làm sao bây giờ? Alo, em nghe nè anh. Sao anh gọi cho em nhiều lần rồi nhắn tin nữa mà em không trả lời vậy? Dạ em xin lỗi, tâm trạng của em không được tốt, em muốn nghỉ ngơi. Em để chế độ yên lặng, không biết anh gọi tới có chuyện gì không anh? Không, anh muốn gặp em thôi, có được không? Dạ. Anh tạo cái bình. Bán nhà cho bó hoa thay cho lời xin lỗi của anh. Anh mong đêm sáng giờ bó hoa đẹp lắm. Em cảm ơn anh đã hiểu cho em. Đây đúng là công việc mà em yêu thích, cho nên là câu hỏi đến em không thể nào bỏ được. Anh hiểu mà, cho nên anh mới xin lỗi em. Kể từ bây giờ những gì em muốn có nghĩa là anh muốn, có nghĩa là mọi người phải muốn, và sẵn sàng đáp ứng. Anh nói thiệt không? Không bao giờ nói xạo với em đâu. Nè, bữa nay thấy sao? Mày vui không? Vui chứ mày. Cuối cùng em cũng chấp nhận tao. Cảm ơn mày nhiều nha. Ủa, sao ba chưa ngủ nữa ba? Con ngồi xuống đi, ba muốn nói chuyện với con. Dạ. Dạ, vậy tôi xin phép. Ba già rồi, tất cả cơ nghiệp này sẽ là của con. Dạ. Con phải ráng trưởng thành để mà làm việc. Con đừng đi chơi nhiều quá. Nói thật với ba chứ, của cải thì không phải là tất cả đối với con. Quan trọng nhất là ba công nhận và tin tưởng con. Vậy thì ba tin tưởng con. Con phải nghĩ cách đưa Flacca vào Việt Nam càng sớm càng tốt. Con làm được không? Vậy đâu chứ, con sẽ suy nghĩ rồi mai con trả lời cho ba. Con phải biết mình sẽ phải dốc hết vốn liếng để làm một chuyến lớn, sau đó ra nước ngoài sinh sống. Nếu ngày mai con mà không nghĩ ra kế hoạch nào khả thi thì ba sẽ đóng băng tất cả tài khoản của con. Con muốn chi tiêu gì chỉ còn cách dùng thẻ phụ của ba, và ba là người quản lý. Ba, trời ơi, con lớn rồi sao ba làm vậy với con vậy ba? Ba nghĩ đây là cái cách mà để con phải trưởng thành. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Con lên ngủ trước à?
Alo, tôi nghe đạo chủ. Chuyện đó hả? Dạ. Ngay ngày mai tìm cách moi lý lịch của thầy chủ ở mặt cao cho tôi. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Tôi biết phải làm gì rồi. Ủa, sao vô đây? Giờ này chưa chịu ngủ nữa. Hay là tương tư nàng quá ngủ không được đúng không? Tao đang có công chuyện quan trọng này mày ơi. Chuyện gì vậy? Với tính cách của mày thì có chuyện gì khó khăn hơn là mày muốn cưa đổ anh Thư chứ? Mày cứ giỡn hoài. Chuyện này liên quan tới sống còn luôn đó. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Nói thử coi. Mày hứa là không được nói ra nha. Được rồi, nói đi. Tại vì cái chuyện nó quan trọng mày nói ra là chết luôn á. Không nói nha, mày thề đi. Hay là đã muốn giấu em Thư quen nhỏ khác hả? Không phải, mày điên quá. Nói chứ cái chuyện này đạo già của tao á, ông đang muốn được lắc ca chư Việt Nam để phát tán. Mà cái hàng này suy ra ngoài một cái coi như là bể liền. Cho nên nó bắt tao là từ đây tới ngày mai phải đưa cháu một kế hoạch làm sao để mà chuyện hàng chu đây được an toàn mà nhanh nhất có thể được. Bây giờ mà tao không làm được á, ổng có hết tài khoản của tao luôn á. Ổng mà bây giờ chặn tiền tao thì thôi ông giết tao luôn đi chứ chặn chi nữa. Nè, mày giúp tao đi. Tao suy nghĩ nãy giờ đánh ốc rồi mà không ra mày ơi. Nói cách nào cũng không chịu hết trơn. Mà mày đừng có nói đa nghe. Ổng mà biết được coi như là tao chết luôn á. Chỉ mình tao với mày biết chuyện này thôi. Ba của mày tao biết cái chuyện mày nói với tao là tao cũng chết theo luôn. Thì mày đừng có nói. Mày không nói tao không nói, nói gì ổng biết. Tao cũng nghĩ nhiều cách lắm rồi mà bây giờ không có ra. Mà bây giờ tao phải làm công. Mày thấy không, thằng Nhất tối ngày cũng là thằng Nhất. Coi tao tôi quê chứ. Thôi được rồi, tao sẽ đáng suy nghĩ. Mày ngủ đi, rồi trong ngày mai đó nha. Ngày mai mày phải có cho tao đó nha. Vậy là ngày mai tao cho mày qua đây like chơi. Tao muốn đưa thương qua bên đó. Thôi, ngày mai tao có chuyện rồi. Chuyện mình đi. Thôi đã suy nghĩ giùm tao đi. Nên... cộng thì mai lắc cơ cậu hiểu đi, có người đang chờ cậu. Chào chú. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Cô vừa mới chuyển hồ sơ cho chú đó. Đó là hồ sơ mà. Cô muốn nhờ chú giúp. Tìm cho con công thức có thể trộn muối tắm trong mấy cái spa giúp lắp ra để chúng qua lửng, có thể qua mặt được an ninh hải quan. Vấn đề là chúng ta nhận thể bóc tách lắc ca sau khi đoạt được chúng, đúng không? Dạ, chính xác. Được, sẽ có người chuyển cho cậu công thức. Cậu còn chuyện gì nữa không? Các con yêu cầu đã có chưa? Đã có rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên học tủ ngay trên đầu cậu. Đó là thuốc chống ảo giác lắc ca. Đó là giả thuốc xịt phòng chống cực tốt ảo giác lắc ca khi tập nhập cho hệ thần kinh cực mạnh. Dạ, cảm ơn chú. Cậu vẫn còn nhớ số khẩn cấp chứ? Dạ, tất nhiên là nhớ. Cậu hết sức cẩn thận.
trong tình huống bại lộ, cậu biết phải làm gì rồi, đúng không? Dạ, cậu biết. Chú cứ yên tâm. Đúng. Tôi xin phép chú. Cậu về đi. Trang điểm mặc đồ nhìn rất là đẹp đó. Cảm ơn anh, nhưng mà em thấy hơi đậm. Nhưng mà hôm nay muốn tới đây để cho em đi làm một chút ấn tượng. Em là một cô gái rất đặc biệt, mặc cái gì cũng đẹp hết. Mình vô em. Mấy chú mẫu hàng thiết kế kỹ lắm đó. Mấy đứa phải tập dược diễn cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Chị này dạ. Là số lớn đó. Biết không? Dạ chào anh. Mấy đứa đi qua phòng tập đi. Dạ. Trời ơi, bông hoa đẹp nhất giường đã tới rồi. Ngồi đi cưng. Dạ. Ngồi đi. Ngồi đi cưng. Thiếu gia Quỳnh Nam, bữa nay rảnh hay sao mà ghé qua đây vậy? Phải hộ tống người đẹp đi thì mới yên tâm được. Anh nói vậy là không tin chúng tôi rồi đó. Chỗ tập trung nhiều người đẹp như vậy thì bao giờ của tôi là người đẹp nhất, cho nên tôi càng thấy lo chứ. Anh đừng nói vậy, em thấy ngại lắm. Anh có nghe lời ảnh nha. Mất công mấy chị trong công ty nghe được thì... Thôi được rồi, bây giờ mình vừa uống trà vừa nói chuyện nha. À, thử uống cái gì? Uống sinh tố để cho đẹp da nha. Ừ, dạ thôi, em không uống đâu, cảm ơn anh. Chị thử uống cái trà đi. Bây giờ vậy nha. Dạ. Cái này á là cái lịch tập của công ty. Em cứ coi đi, rồi sắp xếp thời gian giùm anh. Cảm ơn anh. Anh biết không, nghề người mẫu á là nghề mà em yêu thích đã rất lâu rồi. Bây giờ em mới có cơ hội á. Em biết á là phải nỗ lực nhiều lắm thì mới thành công được. Trước giờ em không có cơ hội để luyện tập mà không có. Cái ý của em giống y chang ý của anh vậy đó. Sắp tới công ty có nhiều show biểu diễn lắm. Em mới là người đẹp nhất rồi. Dạ. Vậy là ước mơ của em sắp thành hiện thực rồi. Nếu em chịu nghe lời quản lý của công ty thì cái chuyện đổi đời của em chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe em nói á, khiến em hào hứng quá. Được làm nghề mình thích á, đã là may mắn lắm rồi. Mà lại á, kiếm được tiền từ nghề đó nữa. Vậy là em còn mong gì hơn được nữa hả anh? Đây, anh đang uống trà đi. Đây nè, đây là hợp đồng mẫu của công ty. Em cứ về coi đi ha. Rồi có gì mình ký hợp đồng luôn. Thôi được rồi, tối nay em về em sẽ đọc kỹ, rồi mai em trả lời cho anh nha. Nè, người ta thường nói cái cơ hội để mà em tỏa sáng trong đời chỉ có một lần thôi hả? Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em ra ngoài chờ anh một chút đi. Dạ. Em suy nghĩ cho kỹ không? Dạ, thôi em đi ra ngoài nha. Cảm ơn anh. Em ra ngoài trước nha. Tôi dẫn cậu tới đây á là vì cậu quá thích làm người mẫu. Nhưng mà trước sau gì tôi cũng lôi cậu ra thôi. Liệu ngộ được lôi quấy vô đường dây của anh? Anh biết chưa? Yên tâm đi, tôi không bao giờ dám đụng vô cái bông hoa của anh đâu. Hiểu không? Đúng là cái đồ bé gái. Để coi anh ta giữ con nhỏ này được bao lâu. Ủa, nãy giờ nghe hết rồi hả? Nè, tôi dụ nó ký hợp đồng xong rồi đó. Bây giờ muốn cái gì nữa đây? Muốn gì thì từ từ rồi sẽ thấy.
Tôi nói thiệt chứ, tôi không lại gì cả một của cô hết. Và cô cũng đúng như thằng nào nói rồi. Đụng tới cái con đó là nó giết tôi. Cha con nó không phải là loại người vừa đâu. Thằng Nam nó có máu điên đó. Làm gì? Có con nào mà chê tiền chứ. Nó thấy ngon á là tự nó xông vô liền à. Tự nhiên anh vô can chi vậy? Nhưng mà anh Nam á cũng không tài nào bao nó lâu dài được đâu. Cứ để đó cho em. Bà hay quá anh. Ai gọi vậy ba? Ai gọi vậy ba? Alo, tôi nghe đây. Thông báo cho ông biết, công an đang điều tra công ty của Thiên Minh. Ai cũng biết Quỳnh Nam trước đây có quan hệ mật thiết với Kiều Loan. Chắc chắn là người ta sẽ lần ra được mối quan hệ này. Tôi chỉ sợ bất lợi cho Quỳnh Nam. Có chuyện gì? Chỉ là mối quan hệ nam nữ bình thường, có gì đâu mà quan tâm. Nhưng mà công ty của ông đã nhiều lần tổ chức sự kiện với công ty Adelaide. Mà Thiên Minh thì có quá nhiều điểm để cho công an họ sợ gáy. Em chỉ lo chuyện này sẽ rắc rối và mình bị liên lụy mà thôi. Tôi xin cảm ơn vì thông tin này. Bây giờ cậu nghe ngóng thêm những sự việc khác thôi. Tôi không quên ơn cậu đâu. Cẩn thận mỗi khi xài điện thoại đó. Em biết rồi. Có chuyện gì em sẽ gọi điện thoại liên lạc với anh sau. Bên công an mà sợ gáy Quỳnh Nam sẽ truy ra công ty Quỳnh Nông Nam. Lúc đó mình cũng chết chắc chứ không phải giỡn chơi đâu. Ba ghi em lại tất cả các cuộc điện thoại cho ba. Ba muốn lưu kỹ lại để ghi vào hồ sơ riêng của ba. Lỡ có chuyện gì tốt nhất là phải nắm được cán bọn chung. Mình đâu có biết ngày mai ra sao đâu. Sự phản bội nó luôn rình rập chúng ta. Nghe tay này nói chuyện là biết hắn không hiểu gì về công ty của mình rồi. Bà đã đề cao cảnh giác quá rồi đó. Không thể tin tưởng được bất cứ đứa nào, nhất là những đứa hai mặt. Mọi chuyện trong công ty chỉ có ba và con biết thôi. Ba nè, con nghe nói dù Kiều Lan chết ôm sờm lắm, liệu có ảnh hưởng tới công ty mình không ba? Có chứ. Đôi khi chúng ta phải đập đi cả tháng rồi. Mọi thứ đã gần như cạn kiệt. Bà ta thì không dám manh động. Với lại tôi không biết bao nhiêu tiền của. Còn như cho tao. Vâng. Tôi nghe đây ông Khánh. Mấy hôm nay không biết tin tức của cô, tình hình làm ăn ra sao rồi? Cô định chừng nào xúc tiến hả? Hả? Ông chờ chút đi. Ông yên tâm đi, tôi nói được là được. Tôi là người giữ chữ tín mà. Nhưng ông nên nhớ, ăn chia là phải đều đó nha. Tất nhiên rồi. Tạ Thiên Khánh này làm ăn trong chốn giang hồ luôn lấy chữ tín làm đầu. Cô yên tâm đi. Rồi, được rồi. Ông cứ yên tâm đi nha. Ok, ok. Ok, chào ông. Mời anh. Đây. Em có cái gu lạ hả? Em thích những món ăn dân dã, món rau đồ. Được. Lúc nào em cũng thích ăn mấy món dân dã như vậy hết á. Ừ. Em thích thì ăn nhiều chút xíu đi. À,
Cảm ơn em. Hồi trước á, lúc mà anh còn sống anh cũng hay nói mẹ anh là nấu những món rau như vậy đó. Anh thích ăn rau lắm. Em thấy tội nghiệp anh quá. Phải xa mẹ sớm quá. Quên rồi em. Không biết giờ ba má đang làm gì. Ba má có khỏe không? Ủa em sao vậy? Có tâm trạng gì nữa? Em thấy lo lắm. Em không biết là mình có thể trụ lại ở công ty Anyline bao lâu nữa. Công việc đó thực sự nó không dễ dàng đối với em. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó em không phải lo. Công ty đó anh nắm trong tay mà. Anh muốn nó sống thì nó sống. Anh muốn nó chết là nó chết à. Ủa? Mà anh có cùng vốn với Thiên Minh hay sao mà anh có quyền sinh sát vậy? Không. Anh nói đùa. Chứ anh làm gì mà có cái quyền như vậy? Công ty anh và công ty Adelaide có quan hệ làm chung mì về mấy lần. Cho nên họ tôn trọng anh một chút thôi. Ngon chứ. Anh cũng vậy mà. Em mời anh. Xong đại học, chị đang thực tập trong một công ty có uy tín trên Sài Gòn. Ba má yên tâm nha. Con nhớ nhà, nhớ ba má lắm. Nhưng vì công việc nên con phải đi xa. Con xin lỗi vì không có cảnh chăm sóc cho ba má được. Ông Thư nó làm việc ở trên Sài Gòn á, mà nó có tiền gửi về cho mình đây ông nè. Không biết nó làm cái công chuyện gì, cũng không biết nó có bị ai dụ dỗ bậy bạ không ông. Cái bà này, con nó đã lớn rồi, có cắt cũng tiền bạc nó làm, rồi nó gom lại nó gửi về cho ba má nó xài. Có vậy thôi mà bà, xài tiền mà bà cũng là xí diễn này đỏ nọ kia. Biết rồi. Không, tôi đi chợ nguyện rồi, tôi nhậu rồi mai tôi mới về. Ông đi nhậu mà sao ông ăn mặc chỉnh chu quá vậy? Trời ơi, tôi đi ăn đám giỗ bà có biết không? Cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Nhưng bà... Sao cứ dặn này chỉ tối một kiếm chuyện đi người ta. Chị Tâu ơi. À, cái lưới cái tụi xong chưa? Anh chờ tôi chút nha. Lưới của anh nè. Anh Tư. Tư. Anh Tư tôi quá vàng á, ghé ra ngoài chợ Nguyễn chút xíu nha. Dạ dạ, chị lên đi. Mà sao giờ này anh ở trên chợ Nguyễn mà chị cũng lên chợ Nguyễn vậy? Không, tôi lên tôi mua chút đồ mà. Cảm ơn nhiều nha. Cô coi anh Tư mẹ đi anh Tư. Ông ơi. Ủa, anh chạy qua chơi hả? Ngồi tí đi anh. Dạ
này buôn bán được không anh? À, cũng được. Dạo này khỏe không? Dạ khỏe. Còn anh khỏe không? Cũng bình thường. Gia đình ở dưới cũng khỏe anh? Ờ. À, anh qua chơi hay có gì không anh? À không có gì. À, à. Rồi hồi trưa nãy á, anh đi có ghé tiệm sẵn rồi mua cho em một món quà. Trời ơi, anh qua chơi thăm em được rồi, còn quà cá làm chi vậy? Đây nè. Anh nè, anh mua tặng cho em đó. Trời ơi, đẹp quá à. Sao, em thích không? Cảm ơn anh nha. À, còn cái này nữa nè. Ờ, trời ơi, còn nữa hả? À, còn cái này nữa nè. Thấy phụ nữ họ đeo nhiều lắm, tặng mật luôn đó. Đéo chớ. Sao anh mua cái này cho em? Trời ơi, có gì đâu. Bây giờ anh thấy phụ nữ hay đeo cái này đẹp lắm, nên anh mua vậy mà. Em đâu có phải là người ham vàng bạc gì đâu. Anh làm gì kỳ lắm. Thôi, em nhận đâu. Trời trả ơi, là anh đó vậy? Anh đi trả cho người ta đi. Anh không trả là em giận đó. Anh đi về đi. Có gì đâu mà mở. Mở. Mở cả. Mở. Anh về đi. Về cái gì mà về? Anh nghĩ là thì anh mua để cho em vui. Mà nếu em không vui thì mai mốt anh không làm vậy nữa ha. Cho anh xin lỗi nha. Vậy nha. Mai mốt anh đừng có làm gì nữa. Em không có thích đâu. Đâu hiểu, anh nghe lời ha.